chào quý vị khán giả đến với chương trình online cùng DNRTV trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức quốc tang. Tôn vinh tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nghệ thuật. Từ hôm nay 25 tháng 7, thành phố Biên Hòa cấm xe tải từ 5 tấn trở lên di chuyển vào đường Hoàng Văn Bổn ở 2 khung giờ. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Đúng 6 giờ sáng nay, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Nghi lễ thượng cờ rủ bắt đầu lễ quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành trang trọng. Khác với những ngày thường, trong ngày hôm nay không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối. Lá quốc kỳ có chải băng tang được treo trong suốt 2 ngày từ thời điểm này để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất đông người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ đã có mặt ở quảng trường Ba Đình từ sớm để chứng kiến lễ treo cờ rủ. Khi lá cờ được kéo lên, nhiều người đã không kìm được nước mắt xúc động. Trong hai ngày quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Sáng nay, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ và ngày mai 26 tháng 7 từ 7 giờ đến 13 giờ. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, trưởng ban tổ chức lễ tang, điểm lại tiểu sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, đồng chí Lương Cường công bố danh sách ban lễ tang và ban tổ chức lễ tang cũng như thời gian viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bắt đầu lễ viếng, Đoàn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự Đoàn Trung ương Đảng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong tiếng nhạc trầm buồn, đoàn đại biểu Trung ương Đảng đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đi vòng quanh linh cữu để bày tỏ thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng. Tham dự Đoàn Chính phủ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên phó thủ tướng và các bộ trưởng thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025.
vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu bào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự đoàn có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan và Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu bào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng tham dự đoàn có các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ cùng các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Tiếp đó, nhiều đoàn đại biểu trong nước và đoàn đại biểu cấp cao đến từ các nước khác đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn. Người dân cả nước có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ những ký ức, cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNEID thông qua tính năng sổ tang điện tử. Tính năng sổ tang điện tử được hiển thị ngay giao diện chính của ứng dụng VNEID. Để gửi lời chia buồn, người dân có thể làm theo các bước hướng dẫn sau. Bước 1. Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Bước 2. Ở màn hình trang chủ nhấn gửi lời chia buồn. Bước 3. Ở màn hình sổ tang điện tử điền tiêu đề và nội dung lời chia buồn. Bước 4. Chọn nút xem trước để xem lại nội dung sẽ gửi đi. Bước 5. Chọn nút gửi lời chia buồn. Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều bạn đọc thể hiện sự ủng hộ và đồng cảm với tính năng này trên ứng dụng VNEID. Đây là cách bày tỏ sự kính trọng, lòng tiếc thương vô hạn và tưởng nhớ từ người dân trên khắp cả nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý khán giả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời về đạo đức, về lối sống giản dị. Với triết lý sống cao đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của người làm nghệ thuật. Theo đó, nhiều tác giả trẻ đã thể hiện tấm lòng bằng các tác phẩm nghệ thuật về nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam trong những ngày này, khi cả nước hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là bức thư họa chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do họa sĩ Nguyễn Quốc Trọng thực hiện. Bức thư họa được vẽ bằng màu nước acrylic trên chất liệu vải canvas, loại vải có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt, bảo quản được lâu dài. Tác phẩm thể hiện góc nghiêng của đồng chí Tổng Bí thư với một chút suy tư và thần thái hiếm có của nhà lãnh đạo tài ba mẫu mực. Tác phẩm được họa sĩ Quốc Trọng lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu, phác thảo và hoàn thành chỉ trong vòng một ngày, ngay sau khi hay tin Tổng Bí thư từ trần. Ở góc trái tác phẩm, họa sĩ Quốc Trọng đã sáng tác một bài thơ thể hiện tấm lòng trân trọng tri ân những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư. Đặc trưng của hình của Bác Trọng thì bác mặc một cái trang phục áo vest, và đặc biệt là đặc trưng của người Hà Nội thủ đô thì chúng ta thấy bác có một cái áo ấm bên trong rất là đặc trưng. Đặc biệt thì trên bức tranh thì có thể hiện thêm một cái hình biểu tượng hình lá cờ Việt Nam thể hiện dấu ấn của bác trong giai đoạn bác công tác. Thì đến nay thì bức tranh đã hoàn thiện, và đặc biệt thì có thêm phần minh họa thơ, một bài thơ cũng sáng tác cũng mộc thôi nhưng mà thể hiện được cái tinh thần với cái niềm biết ơn về sự cống hiến của bác cho nước chúng ta ngày hôm nay. Ngoài tác phẩm trên, họa sĩ Quốc Trọng còn đang trong quá trình thực hiện một tác phẩm thứ hai kết hợp giữa hai trường phái họa và tự, viết chữ thành hình với hai màu đen trắng làm chủ đạo. Các tác phẩm này sau khi hoàn thành sẽ được triển lãm giới thiệu đến công chúng trong sự kiện giao lưu với câu lạc bộ Thư pháp Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 tới. Thể hiện được cái nét đặc trưng thì nó dễ, nhưng mà qua thể hiện qua thư họa thì đòi hỏi phải chắc lọc lại đường nét và cái đặc trưng của bác nữa, vừa kết hợp giữa chữ với hình, cho nên làm sao mà chúng ta thấy được cái tổng thể được hình ảnh mà vẫn được thấy được cái tên của bác, làm sao thể hiện được cái vừa cái hình dáng dáng dấp của đặc trưng của bác
đồng thời vẫn thể hiện được cái chữ phải đọc được, rất khó là phần cái đó. Những ngày qua, nhiều họa sĩ, người làm nghệ thuật trong cả nước cũng đã có nhiều tác phẩm khắc họa chân dung của Tổng Bí thư. Qua các tác phẩm nghệ thuật, những người làm nghệ thuật mong muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa, tôn vinh những giá trị truyền thống, thể hiện lòng yêu nước và sự kính trọng với những người có nhiều cống hiến cho đất nước. Chương trình online cùng DNRTV trưa nay tiếp tục với các thông tin về an ninh trật tự. Chiều qua, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Sơn, 39 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, mức án tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, chị CTN, 38 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, thuê nhà mở tiệm hớt tóc nam tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Khoảng tháng 5 năm 2023, chị N quen biết và có quan hệ tình cảm với Sơn. Bản thân Sơn là công nhân, đã có vợ và ba con nhỏ, nhưng do ham mê chơi bời dẫn đến nợ nần của nhiều người, nên Sơn bỏ nhà đi thuê trọ ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Do muốn có tiền trả nợ, vào ngày 5 tháng 8 năm 2023, Sơn đi bộ từ phòng trọ của Sơn đến tiệm cắt tóc của chị N để mượn tiền. Khi gặp chị N, Sơn hỏi mượn 5 triệu đồng, thì chị N lấy ra 2,2 triệu đồng đưa cho Sơn. Sơn tiếp tục yêu cầu chị N cho mượn thêm tiền, nhưng chị N không đồng ý, dẫn đến hai bên cãi nhau. Trong lúc xô xát, Sơn bực tức đi vào khu vực bếp lấy một con dao Thái Lan với ý định đâm chị N. Lúc này chị N thách thức nên Sơn cầm dao đâm nhiều nhát vào người chị N, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Sơn lục ví lấy thêm 1,5 triệu đồng của chị N rồi khóa cửa tiệm cắt tóc và bỏ trốn. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2023, Sơn bị công an bắt giữ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã bố trí hơn 14.000 tổ tuần tra kiểm soát giao thông. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản đối với hơn 123,3.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, tăng hơn 68,7.000 trường hợp, trong đó vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 16,7.000 trường hợp. Nhờ vậy, tình hình tai nạn giao thông trong nửa đầu năm 2024 được kiềm chế, kéo giảm. Thống kê từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 326 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 176 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 7 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết, tăng 42 người bị thương. Thưa quý vị, đường Hoàng Văn Bổn hay còn được gọi là đường Nhà máy nước Thiện Tân thuộc dự án BOT đường DT768 do công ty cổ phần Solarize Châu Đức làm chủ đầu tư, để đưa vào sử dụng cách đây 25 năm với chiều rộng mặt đường 6m và không có hệ thống thoát nước dọc hai bên. Hiện tuyến đường này qua địa bàn phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa đã hư hỏng nghiêm trọng, nhất là đoạn từ ngã ba Minh Nguyệt đến quốc lộ 1, ghi nhận của phóng viên chương trình. Sáng, trưa, chiều, thậm chí là tối muộn, các đoàn xe trọng tải lớn đều lũ lượt nối dài từ đầu đường Hoàng Văn Bổn, đoạn giao với quốc lộ 1, đến hút tầm mắt. Xe đông, đường hẹp, tất yếu hạ tầng giao thông sẽ phải mau xuống cấp. Dù đã 5 lần 7 lượt giảm vá thảm nhựa mặt đường trở lại để thuận lợi cho người dân di chuyển, song chỉ thời gian ngắn sau đó các ổ gà, thậm chí là những ổ voi như thế này lại xuất hiện. Sở Thông Vận tải cũng đang được tỉnh cho phép là sửa chữa cục bộ cái đoạn từ quốc lộ 1 cho đến ngã ba Minh Nguyệt. Đoạn này là hư hỏng nhiều nhất, dài khoảng 1,5 km. Thì trong khi triển khai các cái hồ sơ theo cái quy định, thì sở cùng với các ngành, công an tỉnh và địa phương Biên Hòa cũng như là Vĩnh Cửu là cho tổ chức phân luồng giao thông cái đoạn từ quốc lộ 1 đến ngã ba Minh Nguyệt dài khoảng 1,5 km, áp dụng từ ngày 25 tháng 7 năm 2024, thì với hai khung giờ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều từ 16 giờ đến 18 giờ 30. Đấy, thì cái này là cái chủ trương rất là đúng. Tuy nhiên bây giờ là chưa cấm hẳn, nhưng mà tới cái giờ này là công chức đi làm, trẻ em đi học, sinh đi học thì con đường này đã thông thoáng hẳn. Tuy nhiên là chưa đến ngày cấm, nhưng mà cái giờ đó là xe trọng tải lớn là đã vắng
không đi vào đất thông thoáng được. Rất nhiều người dân đã đồng tình ủng hộ cái chủ trương này. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cũng nhận định việc cấm xe trọng tải từ 5 tấn trở lên vào buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều từ 16 giờ đến 18 giờ 30 là phương án tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện được Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan xem xét và thống nhất vào mới đây. Ngoài ra, về lâu dài, tỉnh cũng cho phép lập chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô theo quy hoạch. Giải pháp thứ hai là sửa chữa cục bộ 1,5 km đoạn từ quốc lộ 1 đến ngã ba Minh Nguyệt. Tuy nhiên, trước mắt sẽ phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức giao thông, điều tiết giao thông vào những khung giờ cấm. Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết sẽ ghi nhận những ý kiến đề xuất của người dân và sẽ tiếp tục theo dõi để điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v. quý vị và các bạn có thể gửi mail về chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đón xem chương trình trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại.